Xin chào các cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay Trinh có một video về từ vựng. Thì hôm nay học chung với mọi người chủ đề là University Education. University, University, chữ này thấy dài nhưng thực ra dễ dễ đọc và dễ học thuộc luôn. Chữ này là đại học. Gặp cái nữa là người ta hay đi qua Hậu Hoàng Vũ, Miss Universe, cho nên cái chữ này mình dễ quen. Và Education, chữ này không đọc đu được nha. Chữ này là không có đu được, chữ này có nghĩa là giáo dục mà không đọc đu như vậy được, mà nó phải là cái âm này nha mọi người. Nhìn cái nè, nhìn qua cái phim một cái nè, này là education, và hai cách đọc này đúng cho giọng Anh và giọng Mỹ luôn. Education, education. Lớn đủ không? Ôi, nhỏ quá. Education, education. Đó, education, nhấn chữ k và chữ chu này là dở du, không phải đỡ đu nha, cho nên là cẩn thận. Education, khi mà các bạn thấy cái chữ đờ á mà nó được viết ở bên trong, tức là một cái chữ mà có chữ đờ nó nằm bên trong, mọi người chắc chắn là nó phải là chữ dở. À, chứ không khi nào, hiếm khi nào mà thành chữ đu vậy lắm. Ở đứng đầu thì là đờ không nói gì, nhưng mà khi mà chữ đờ mà người ta viết nằm phía trong á thì là khoảng 80-90% gì là nó thành chữ giờ hết. À, education được ha. Vậy thì là education là giáo dục. Giáo dục đại học thì nó như thế nào? Thứ nhất, người ta giới thiệu cho mình subjects. Subject bình thường của mình là môn học đúng không? À, hôm nay mình sẽ dịch là ngành học đi. Tại vì ở đây mình sẽ không hiểu theo kiểu môn học được nữa, không phải là văn toán lý hóa thôi của mình mà nó là ngành. Thì là sao? You can do hoặc study these subjects. Bạn có thể học bằng cái cách, cái từ học của người ta nó có hai chữ ở đây, một là bạn dùng chữ do, hai là bạn dùng chữ study, hiểu chưa? Ví dụ như là cái gì? Do medicine hoặc là study medicine. Đó, ví dụ vậy. Đó là muốn nói là học ngành y dược, đó là mình sẽ nói như vậy. Medicine là y dược đó. Để làm chi? To become a doctor, đó, để làm bác sĩ thì sẽ học medicine, y dược. Thì đó mình sẽ nói là do medicine hoặc là study medicine. Thấy không? Rồi, ngành thứ nhất ha. Ngành này rất quen. Chữ medicine là bình thường là mình là cái chữ thuốc đó. Sinh viên trường thuốc đó. Giống như là Xuân Tóc Đỏ, mọi người nhớ tác phẩm đó không? Đó là tác phẩm mình rất là thích luôn. Một cái tác phẩm mà nó sâu sắc, mà hay nữa. Được cái nó bậy nữa chứ. Rồi, medicine, to become a doctor nha. Sinh viên trường thuốc đó, y dược đó, medicine, to become a doctor. Ngành tiếp theo là ngành gì? Để become một cái engineer. Engineer mọi người biết là kỹ sư mà đúng không? Thì học kỹ sư là đây là cái engineering. À, engineering là cái tên ngành của nó, là kỹ sư đúng không? Ngoài ra còn chữ gì nữa? Mình cũng không biết chữ này dịch theo cái khác là cái gì nữa. Học kỹ sư ra làm kỹ sư. Ok, là học y dược ra làm bác sĩ này, học kỹ sư ra làm, học bằng kỹ sư ra làm kỹ sư. Tiếng Việt hình như chỉ có hai cái đó thôi. Về các ngành giống như là điện hóa đúng không, nông nghiệp ra kỹ sư điện, kỹ sư hóa, kỹ sư nông nghiệp đó, thì những cái ngành về kỹ thuật đúng không nè, thì nó ra làm kỹ sư. Vậy chỗ này có thể dịch kỹ thuật được không ta? Mình cũng không chắc nữa, về tại vì kỹ thuật nó liên quan tới technique nữa, nhưng mà mình biết là engineering là lấy được bằng kỹ sư nha. Rồi, còn economist là cái nhà kinh tế. Nhà kinh tế làm việc gì? Cái chữ này nó hơi lớn lao một chút đúng không? Economics. Ở đây là cái ngành economist, là cái nhà kinh tế. Economics là cái ngành kinh tế nha. Rồi, cái này là cũng một cái ngành rất quen. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngay cái tòa nhà, ngay cái chỗ quận 3 phải không? Ngoài ra cái chi nhánh khác nữa, economics. Economics, chữ này cho phát âm luôn đi ha. Chữ này nó hơi khó một chút nè. Đây, ngành kinh tế này nó là eco hoặc là eco cũng được nha, bốn cách đọc nha, chứ không phải nói mình sai nha. Economics. Một kiểu, hai là economics. Ba kiểu. Economics. Bốn kiểu. Economics. Bốn kiểu anh Mỹ và anh nó khác nhau luôn, khác cái chỗ gì? Thứ nhất, hai cái đều có economics và economics bình thường, ý hay é đều đúng. Và cái khác thứ hai, anh thì là nóm, chữ nóm âm o của tiếng Anh nó hơi tròn miệng hơn. Còn anh Mỹ thì nám, hơi giống nám, hơi giống thôi nha, chứ không phải là y chang nha. Nám, nó cam o của tiếng Anh thì giống là o kéo cái miệng xuống thôi. Hai kiểu mọi người nghe nha, đều là y hết nè. Economics. Economics, đó, trong tiếng Anh thì nó là nomics. Anh Mỹ là economics. Economics, anh Mỹ là nammics, anh là nomics. Muốn cái gì cũng được. Rồi anh mà theo kiểu e nè. Economics. Economics cũng đúng. Economics. Economics cũng đúng luôn. Tức là cái chữ này đọc kiểu gì nó cũng dính luôn, miễn sao
nhấn vô, đừng có echo mà là echo hay là echo được, tức là cái dấu nhấn á, dấu nhấn nó rơi vào chữ nớm á, chứ đừng có vô chữ y nha. Rồi lưu ý một chỗ, chắc chắn là sẽ đọc đúng được thôi. Economics, economics, cái nào cũng vô hết. Rồi tiếp nha, đó là ngành kinh tế. Tiếp theo là business studies, học về kinh doanh. Hồi nãy là kinh tế, còn bây giờ là kinh doanh. Kiểu kiểu như là quản trị kinh doanh đó, business administration gì đó. Rồi thì học kinh doanh ra thì trở thành businessman. Businessman là doanh nhân, businesswoman cũng là doanh nhân và nữ doanh nhân. Hoặc là go into business là đi làm cho cái doanh nghiệp. Rồi study business, chữ này là dễ nhất trong nãy giờ đúng không? Là cái nào cũng biết hết rồi. Business và study là học về cái ngành học đó, là kinh doanh học. Kinh doanh học, học còn kinh doanh nữa. Rồi anyway, cái ngành đó là business. Chữ này chắc mọi người không đọc sai nữa đâu đúng không? Business chứ không có bớ gì gì nữa hết nha. Business, mình nghĩ là nó không có cái cách đọc nào khác nữa đâu. Nó là business hết rồi. Rồi ok. Anh Mỹ gì thì cũng business hết thôi. Business. Yeah, thậm chí người ta bỏ luôn chữ Z luôn mọi người ơi. Business luôn. Business là xong rồi. Rồi xong tiếp theo là cái luật. Luật là law. Đây là ngành luật rồi nha. Ngành mà law nhiều nhất luôn. Chữ này đọc là law, lỡ law luôn đó. Thông tin mình tra cho mọi người. Chứ không có lao nha mọi người. No, không có lao được đâu nha. Đây, Anh hay Mỹ gì cũng đọc theo một kiểu này nữa thôi. Law. Law. Đó, một người là lo ít, một người lo nhiều thôi. Anh nó luôn luôn là nó lo nhiều. Law. Law. Anh Mỹ. Law. Lo vừa vừa thôi. Anh nó lo nhiều, anh Mỹ nó lo vừa vừa thôi. Nói chung là lo chứ nó không có lao nha. Đó, để mình cóp luôn cái phiên âm này qua luôn cho nó chuẩn nè. Chứ để mình viết chữ O mình thấy nó cũng chưa đủ nữa. Law. O. Đó, anh law. Anh Mỹ law, lo vừa vừa thôi. Anh Việt lao. No, không có lao nha, không có rồi nha. Rồi cái người đó xin gọi là gì, luật sư. Luật sư đọc là gì? Không lẽ giờ đọc lawyer đúng không? Chắc chắn không phải là đọc lawyer rồi. Hồi nãy là luật là law, thì bây giờ sẽ là law hơn nữa. Cái người mà làm luật đó sẽ là người law hơn những cái law bình thường. Lawyer. Ok, hồi nãy là o, bây giờ là oi nha. Lawyer. Ừ, lawyer. Thì anh nó không có đọc chữ r, chữ r sao nhiều ha. Đọc lawyer là xong. Nói chung là đọc được chữ lawyer là đúng rồi đó. Lawyer, oi oi nè. Đó. Lawyer. Chữ này coi vậy chứ đọc sai cả đống đó, chứ đừng có giỡn nha. Rồi, thứ nhất là law, thứ hai là lawyer. Đó, là học luật ra làm luật sư. Nghe con đường này cũng chông gai và khó khăn lắm à, chứ không phải học luật ra làm luật sư được đâu. Nhiều việc lắm đó, khó lắm nha. Thường mình thấy các bạn học luật chắc ra làm nhân sự nhiều hơn. Làm nhân sự là HR đó mọi người, Human Resources đó. Rồi tiếp theo học chữ này nè, rồi chữ này mới nhức đầu nè, chữ này đọc sao? Đâu đọc thử rồi mọi người. Mình nói cho mọi người nghe cái chữ này là kiến trúc đó. Ê, trúc chứ không phải trúc, trúc. Và đây là kiến trúc sư. Rồi, kiến trúc và kiến trúc sư. Kiến trúc nó sẽ là, chắc chắn không phải là chi rồi. Nếu mà nó là chi thì mình nói chi nữa. Nó là key. Mọi người nhìn này nha. Architecture. Architecture. Đó. Architecture là chữ CH này đọc là gì? Là bằng với chữ K ha. Architecture, ghi cho cẩn thận vô nha. Cái nghề này đọc lên nghe rất là sang. Chữ này là một cái chữ Trinh rất là thích khi mà Trinh mới học nó. Hồi lúc mà Trinh mười mấy tuổi học được chữ này, thích cái ngành này vô cùng. Architecture. Architecture, nghe nó sang cái mồm á mọi người. Nhưng mà tiếc quá không làm được cái này nha. Lúc đó có học nhưng mà chưa tới, hơi buồn. Architecture là kiến trúc. Thì qua cái đây là còn architect thôi, là kiến trúc sư, hiểu chưa? Architecture. Architecture. Nhìn vậy thôi chứ cũng dễ à. Ngoài cái chuyện là chữ chi ra thì còn lại đọc giống hết mà. Architecture. Chữ này là một chữ dài nhưng không khó để đọc. Đọc sao viết ra nhiêu đó chữ đủ luôn. Không có gì ẩn tình ở đây hết. Tiếp nữa là một cái ngành nhức đầu hơn mấy nhức đầu còn lại. Ngang ngửa bác sĩ luôn. Cái này là nhà tâm lý học. Psychologist là nhà tâm lý học. Chữ này Trinh có dạy trong cái bài phát âm rồi, cho nên Trinh nghĩ là sẽ có nhiều người biết chữ này rồi đó. Chắc chắn không phải là sai chó rồi. Mới giữa trên không được chi thì mắc gì đây chó đúng không? Sai khó luôn nha. Giờ psychology trước đi. Đây chữ này mình coi nha. Cái ngành này là ngành tâm lý học. Thì được cái nhà tâm lý học, được chưa? Ngành là ngành tâm lý học. Thì tôi viết chữ tâm lý thôi là biết rồi. Đây. Psychology. Psychology. Anh nó khó hơn anh Mỹ một chút. Psychology chữ khó nó đậm hơn. Anh Mỹ nè. Psychology. Psychology. Nó đỡ đỡ hơn. Psychology. À,
Psycho hay psycho gì cũng được hết. Psychology, miễn đừng có spy chó là được. Đây, nhìn rất giống spy chó luôn. Viết cái chi mà nó từ lưa. Hay không mấy người ta đọc sai rồi người ta bỏ chữ bờ được không ta? Nhưng nó không có bỏ mọi người ơi. Rồi học bao nhiêu năm chữ này nó vẫn như vậy á, mà anh nó không thèm cải tiến chỗ này. Trời ơi, ngại ghê luôn á. Chứ cứ mỗi lần tới chữ này là đứng hình lại đúng không? Ai mà học học viên của mình tới chữ này là dừng lại không đọc nữa. Psychology. Psychologist. Đây, psychologist thì cái đuôi chist thôi chứ cũng đâu có gì. Chữ này mình á, mình hay biết sai chữ này mà người biết mình hay chinh hay sai kiểu không? Nên không nhớ là chữ bờ trước hay chữ sờ trước. Ủa đang viết gì vậy? Viết vậy còn sai nữa hả? Mắc nói chuyện quá à. Dạ ok đúng rồi nè. Hồi nãy viết chữ gì vậy trời? Psychologist. Ừ. Psychologist. Ừ. Psychologist chứ là psychologist. Ngành này cũng đọc sang, rất sang cái mồm luôn. Nói chung mấy ngành học nghe sang lắm. Ngoài ra còn mấy ngành học khác cũng sang lắm. Đây chỉ cho nè. Rồi, đọc ngành này thử rồi mọi người. Chữ này đọc sao đây? Marketing. Marketing. Marketing nghe. Marketing, ai học ngành này đọc cho nó sang lên nào. Marketing, hoặc là marketing. Marketing, chứ không có marketing nữa. Marketing. Nhưng thực ra đọc marketing người ta cũng hiểu nha. Tại chữ đó còn có mình nói chứ có gì đâu khác luôn. Rồi, đó là ngành marketing đúng không? Marketing với còn ngành gì nữa? Đây, ngành này. Kế toán nè. Accounting. Accounting. Ừ, accounting. Đó. Rồi mình biết thêm hai ngành đó. Ngành của Trinh học ngày xưa là có nhiều tên gọi. Một là English language, là ngôn ngữ Anh thuần túy không? Không, là commercial English, hoặc là business English, hoặc là English, tên nguyên của nó là English for business and tourism. Không phải English language for business and tourism hả ta? Trong cái bằng, à đúng rồi, mấy cái này phải coi cái bằng lại mới được á. Để lát lấy cái bằng ra coi lại coi. À, nhưng mà túm lại là cái ngành của trên tên của nó là ngôn ngữ Anh, tên đầy đủ là tiếng Anh thương mại du lịch. Ok, còn ngành của bạn học là gì? Cái cô chú anh chị em và các bạn hồi xưa đi học ra cái gì, bây giờ đang học cái gì và chuẩn bị học cái gì, mình comment vô thử coi. À, cái ngành nó đọc như thế nào? Cái này chỉ sợ đọc sai thôi, chứ còn á, chữ thì là trong trường người ta viết vậy cho mình là nó như vậy luôn rồi. À, không có gì để thay đổi nữa hết. Muốn biết mình học ngành gì thì vô trường đó. À, coi cái trang web trường coi nó có không, hay là cái A số tay đăng ký môn học coi nó có tên tiếng Anh của ngành đó không, hay là cái bằng, mình nhớ là cái bằng thì chắc chắn là sẽ có tên tiếng Anh của nó rồi, là nó luôn đó. Rồi bây giờ đó là cái môn học rồi nha. Tới ngành hàng ngành học rồi, giờ tới là học ở đó thì như thế nào. Trước khi mà vô cái học của hệ thống giáo dục ở đây thì mình coi coi. À, alright. À, rồi mình sẽ có học ở trường đại học. Cái này thì nó hơi khác với mình nhiều chút chứ không phải là một chút. Mình đọc vô coi mọi người hiểu nha. Studying at university, học ở trường đại học. Some students go to university because they enjoy studying. Others just want a qualification. Câu này là thấm nhất luôn nè mọi người. Thì ở đây á, mình dịch cho mọi người nghe rồi mọi người ghi từ vựng nha. Một số học sinh đi đến trường đại học bởi vì họ thích học. Một số thôi nha. Others, những học sinh khác, just want a qualification, chỉ muốn có cái bằng cấp. Hay quá vậy chơi. Qualification là bằng cấp. Từ này chắc cỡ B1 quá. Dò thử coi. Hôm bữa dạy cuốn sách B1 Destination cho các bạn học viên kia thì thấy chữ này là B1. B1 đúng rồi. Qualification. Qualification thì cái này nó là ở Anh nha, là một cái kỳ thi mà bạn đậu, và một cái course mà bạn phải successfully completed, tức là bạn là một kỳ thi mà bạn đậu vô cái khóa đó thì người ta gọi là qualification. Thì cái chữ này mình nghĩ là nó dùng, mà người ta cũng nói cho mình là dùng ở Anh thôi nè. Đó, qualification là dùng ở Anh, hay là cái chỗ mình thì gọi là đậu đại học đó, kiểu như vậy á. Rồi, đậu đại học nha. Thì vô đại học. First, however, you have to get good grades in your final exam, the school exam, to get a place at many university. Thì đây, đầu tiên, tuy nhiên là bạn phải có điểm tốt ở trong cái final school exam, tức là ở học ở trường á, thì mới có được một cái nơi ở nhiều trường đại học. Cái này giống Việt Nam mà khúc này vẫn còn giống Việt Nam rất nhiều luôn đúng không? Là điểm cấp 3 của mình cao thì mình nộp vô, mình mới chọn được nhiều trường.
Còn hồi xưa lúc mà năm của mình gọi là trước sau mình một năm nữa trở đi thì là điểm thi đại học cao thì mới nộp vô nhiều trường, chuyện này hiển nhiên đúng không? À, điểm cao được ưu tiên hơn. Rồi thì grades ở đây là điểm ha, hình như bữa có nói cái này ở đâu rồi đó. Hay là bài này mình quay sai xong mình quay lại cái mình tưởng mình quay rồi. Trời. Rồi you can then study for or do a degree. Xong rồi sau khi mình thi đậu rồi nha, bạn sẽ học một cái degree. Degree này cũng có nghĩa là bằng cấp luôn. Mà chẳng qua là gì, cái tên trong tiếng Anh của tụi nó là khác nhau, còn tụi mình trong tiếng Việt thì mình cũng kêu là bằng cấp hoặc là tín chỉ hoặc là giấy chứng nhận vậy thôi. If you complete the course successfully, nếu mà bạn hoàn thành cái khóa đó một cách là thành công, à, bạn đậu ha, bạn you get your degree, bạn sẽ nhận được cái bằng cấp của bạn and receive a certificate là cái tờ giấy, certificate là cái tờ giấy, ví như là cái bạn hoàn thành degree là theo cái nghĩa là bạn học cái khóa đó, còn certificate là cái tờ giấy mà bạn cầm được đúng không? In the UK, most degree courses last 3 years. Đây cái này nó khác mình nè. Ở UK thì hầu hết cái degree course, cái khóa đó, thì nó kéo dài 3 năm. Although some takes longer, ví dụ như là medicine or law, mặc dù một cái số khác đó, thì nó tốn thời gian nhiều hơn. Là ví dụ như là ngành y hoặc là ngành luật thì nó tốn thời gian nhiều hơn. Còn đa số là 3 năm. Còn trong khi Việt Nam nếu mà học đại học thì hình như là 4 năm đúng không? Còn đây là tụi nó là 3 năm thôi. Rồi, đó là câu chuyện về bằng cấp. Bằng cấp có 3 chữ. Qualification, đó là tức là thể hiện là cái bằng đại học của mình á. Rồi, bằng cấp nói chung. Degree là bạn học vô cái đó là kêu bằng cái gì ta? Study for degree, tức là học để có cái kiến thức đó. Rồi học xong lấy được cái certificate. Đó, ba cái tụi này đều là bằng cấp hết. Nó hơi khó hiểu một tí. Bởi vì á, đây như bà này nè, I've got a degree in economics, tức là tôi có cái bằng về economics, và cái tờ bà cầm trong tay này á là cái tờ là cái tờ certificate nha. Ý là anh nói như vậy đó. Cái tôi có bằng hoặc là tôi có kinh nghiệm, không phải kinh nghiệm mà nói về kiến thức về cái đó là degree vậy đó. Rồi, teacher at university are usually called lecturer. Những cái người giáo viên mà ở trường đại học á thì gọi là lecturer. Lecturer là giảng. Thì lecturer là giảng viên. Đó, người ta kêu là giảng viên đại học, không kêu là giáo viên đại học đúng không? And most of the teaching is done through lectures. Và hầu hết cái việc dạy học á, thì được làm qua các bài giảng. Lecture là kiểu như là buổi, cái buổi giảng hay là cái bài giảng, cái buổi học á. Thì sao? The most senior lecturer have the title professor. Thì cái người mà có kinh nghiệm nhiều nhất á, the most senior, senior là cái cấp cao á, thì sẽ được gọi là professor. Professor là giáo sư. Ok. Rồi, thì coi phim Harry Potter đó, mấy ông thầy cô già thì là nói chung thầy cô trong đó gọi là professor hết, tại ai cũng kinh nghiệm cao cấp hết trơn. Rồi students doing art subject, học sinh mà học các môn art là nghệ thuật. Art hồi xưa giờ mình biết là nghệ thuật đúng không? Ok. Nhưng mà art ở đây á, nó không chỉ là nghệ thuật đâu mà nó là art, nó cho mình chữ vậy, nó cho art and craft luôn hả? Là một cái gì? Cái gì đó sử dụng modern. Ok, nó cho cái nghĩa gì vậy trời? Sculpture này kia rồi. Xí nha. Music that show when you think of it group. Đây, art là cái môn học mà bạn học ở trường mà nó không phải môn khoa học như là ngôn ngữ, lịch sử hay là môn văn chẳng hạn. Đó, thì ở đây á, art ở đây không còn là nghệ thuật nữa, mà cái art ở đây nó gọi là môn xã hội. Nó gần giống như là những cái môn xã hội, hay Việt Nam mình có một cái tên rất thân thương cho nó và thiết thực luôn là những môn học bài á nha. Chữ art ở đây là ý người ta nói là những cái môn học bài. Thì bạn học art subject, ví dụ bạn học English, đây nó nè, đây tôi đây. History will spend time working in the library and writing essays. Những bạn mà học những cái môn xã hội hay những môn học bài này á, thường bỏ nhiều thời gian trong cái library là thư viện để làm chi, để viết bài luận. Đó, chủ yếu là viết thi, là toàn viết thi, lần nào cũng viết quá trời quá đất không à. Đó, thì từ cái lần đại học mình thi môn văn mình viết 3 4 đôi giấy, thì từ đó về sau các môn khác đi học trong trường đại học đó mình toàn viết là viết thôi. Còn student study doing science, đây các bạn mà học cái môn khoa học á, science là khoa học, hay là nói cách khác á là Việt Nam mình có thể gọi là môn tự nhiên nha. Đó, cái môn mà tự nhiên, ví dụ như là physics, chemistry là môn lý nè, đó là môn hóa nè, đó thì chắc chắn một điều, đó giống như là mấy ngành công nghệ sinh học đồ đó,
will probably spend a lot of their time working in a laboratory. Là cái nào là cái lab, cái này đọc là lab thôi được rồi. Cái tiếng thực ra đọc là laboratory, nhưng mà gọi là laboratory cũng nói luôn á, hai cách đọc, nhưng mà mình đọc lab thôi, phòng lab mình cũng hiểu. Rồi đó, tới đây là xong các thứ trong trường đại học nè. Vậy thì mình sẽ có chữ gì? Grade là điểm, hình như bài kia cũng có. Vậy là biết các thứ như vậy là bằng cấp nè. Qualification, degree, và certificate. Cái nữa là lecturer là giảng viên. Rồi professor là giáo sư. Đó, có những thứ này học nè. Degree, certificate, lễ chứng nhận. Lecturer, lecture. Thôi học chữ là lecturer thôi. Giảng viên và professor. Và cái môn art là môn học bài, môn xã hội. Và môn science là môn tự nhiên hay là môn khoa học. Đó thì sẽ học viết essay. Đấy. Đây vẽ hai thanh niên nè. Ôi cuốn sách này hôm nay vẽ trời ơi là trời. Không cho người ta con mắt nữa. Cho mắt đỏ như yêu quái luôn. Rồi hai này, một đứa là học library. Đó vô đây ngồi. Còn đây là bên lab, là bên đây là laboratory, là ngồi làm thí nghiệm, ống nghiệm này kia, viết báo cáo. So với mình á, thì cái việc mà viết dài á, dòng dài về cái văn tự này kia nó dễ hơn so với việc đo số liệu chính xác và ghi vô đây. Mình làm thí nghiệm vật lý hóa học hồi đó trường á, rất là thích làm nha. Làm rất ok luôn. Làm thì còn làm được nha. Giống như nấu ăn vậy, mình rất giỏi, nhưng mà còn ghi ra nó không biết làm sao á. Cái số mình nó sao ghi ra rồi tính ra không ra gì. Buồn. Cho nên là không học ngành đó cũng có lý do. Rồi ở đây sẽ có làm ở đây language help. Giờ mình giảng mọi người thấy hiểu, hiểu không hiểu thì thôi, phần này bỏ qua cũng được, không sao nha. Là người ta chỉ biết á, là ở đây là danh từ, động từ và cái tính từ, thì một chữ nó sẽ khác nhau như thế nào. Cũng là qualification là bằng cấp, động từ là qualify, tức là người đó có đủ cái khả năng để làm cái việc nào đó. Đủ đó, người đó là sao ta? Qualify là đạt được, ở ngoài đạt được cái bằng cấp đó. Còn qualify thêm ID này á, là tính chất là người đó ok la đó. Success là thành công đúng không? Và succeed in cái này đó thì là thành công trong việc đó, tức là làm được cái việc đó, động từ. Còn successful là tính từ, ồ cái việc đó đã thành công rồi. Ba cái loại này á, để ghép vô cái câu tùy vị trí mà đổi cho nhau thôi. Chứ là mình cần cái chữ gì hay là gọi khác là gia đình từ á. Khi nào có cái bài đó mình sẽ làm kỹ hơn. Tiếp theo nha, là cái postgraduate degree. Postgraduate, chữ này chắc mình cũng phải là viết lại cái phiên âm này cho mọi người coi nè nha. Postgraduate. Nhìn đúng không? Đúng rồi nè. Postgraduate này, cái này là cái gì vậy? Postgraduate. Postgraduate, cái này cũng là bên tiếng Anh nó mới có. Gọi là higher education, cái gì đó người ta kêu thẳng ra, cái này là Anh. Nãy giờ mình học thì theo giáo dục Anh, cho nên có nhiều chỗ nó hơi rút mắt một tí. Là vì bên mình không có cái chính xác giống vậy để mà dịch qua. Postgraduate này là sau đại học. Những cái bằng cấp sau đại học. Thì sau đại học á, bên tiếng Việt mình kêu thẳng một chữ là cao học. Còn hỏi ai học cao hơn nữa thì gọi là tiến sĩ. Đúng không? Rồi, cao học hoặc là tiến sĩ thì đây nó cũng có. Là when students are doing their first degree. Khi mà học sinh ta học cái bằng đầu tiên. Cái bằng đầu tiên là cái gì? Là cái bằng đại học á. Đó, thì người ta gọi là undergraduate. Undergraduate có nghĩa là gì? Là cái đứa chưa tốt nghiệp. Sao nghe nhục nhã vậy ta? Sao nghe nó hơi ngứa ngứa trong người? Thì người ta kêu như vậy thôi. Thì thật sự là chưa tốt nghiệp đại học. Bình thường người ta kêu là student đúng không? Sinh viên là student thì cũng ổn mà. Không, người ta kêu là undergraduate. Là gì? Phải học gì nha mình? Undergraduate là tôi chưa tốt nghiệp. Nghe nó hơi quê đúng không? Nhưng mà tải tên ta vậy thôi chứ không có gì quê nha. Nên they complete their degree. Khi mà học cái bằng xong đó, thấy chưa, học cái degree xong nè, cái khóa học của tụi nó xong, thì họ được gọi là graduate. Ok, họ gọi là graduate là cái đứa tốt nghiệp rồi. Okay, là sinh viên đã tốt nghiệp. Thì some graduates go on to do. Go on to do là học tiếp lên nữa. Go on là học tiếp. Học tiếp thì được cái bằng gì? Là bằng master. Rồi cái này mình biết nè, là cái bằng gọi là thạc sĩ. Đó, học đại học xong rồi học cao học thì được thạc sĩ. Rồi nếu mà ở UK thì nó gọi là master of art hoặc là master of science. Là có hai bên, hồi nãy mình học môn khoa học của môn tự nhiên đó, thì đây là bạn có thể là thạc sĩ về tự nhiên. Không phải khoa học thôi, tự nhiên mình đang nói gì vậy? Môn về cái gì ta? Học bài hay là môn tự nhiên? Môn xã hội hay môn tự nhiên?
Đó, đây là thạc sĩ về xã hội hay thạc sĩ về tự nhiên. Rồi những cái này gọi là postgraduate degrees. Đó, cái bằng thạc sĩ này gọi là postgraduate. Và cái the longest one, cái mà khó nhất hay dài nhất để học á, là cái PhD. Cái này gọi là tiến sĩ nè. Ok, tiến sĩ là Doctor of Philosophy. Tiến sĩ đó là nơi mà học sinh, người ta, sinh viên người ta do research, tức là những cái người mà học cao hơn, người ta có thể làm cái nghiên cứu, người ta có cống hiến và được ra các bài báo khoa học này kia thì mới được công nhận là tiến sĩ, chứ không phải là học xong cái khóa gì là ra tiến sĩ, không có. Thường á, học này kia xong là ra là đại học, làm này kia luận án, đại đồ án này kia là lên là tiến sĩ, là thạc sĩ, xong rồi phải làm nghiên cứu đồ, có một cái gì đó phát minh hoặc là dữ dội cho người ta thấy gọi là tiến sĩ nha. Rồi tới đây chỉ cần học cho mình chữ gì thôi, học cho mình chữ master là cao học, cái nữa PhD là tiến sĩ đó, một cái là thạc sĩ, một cái là tiến sĩ, vậy là đủ rồi đó ha. À, còn như đó là mình cần, còn lại dông dài hết nhiều quá. Còn ở trên đây là ta nói đủ thứ hết rồi đúng không? Giờ qua tới làm bài tập nha. Bài này thì nếu mà người không thuộc liền cũng không vấn đề gì cả, ai học ngành nào biết cái ngành của mình là tốt rồi, còn không biết thì từ từ, cái nào cần mình biết, còn không cần thì thôi, ai nói mình nghe sơ sơ là được rồi, tại cái này nó khó thiệt mà. Với lại cả cái chương trình giáo dục của nó cũng không giống của Việt Nam, cho nên có nói thì nó cũng không có cái gì tương đồng được hết. Giờ đây mình sẽ có nha, để become a psychologist bạn phải cần học psychology. Đây, muốn trở thành nhà tâm lý học bạn phải học môn tâm lý bình thường ha. To become an engineer you need to study engineering. Để trở thành kỹ sư thì học ngành kỹ sư chứ làm gì. To become a doctor, muốn làm bác sĩ học medicine, được không? Và muốn làm một nhà kinh tế học thì bạn học economics. Muốn trở thành luật sư, lawyer, bạn học law. Muốn trở thành architect, bạn học architecture. Rồi cái phần này ok la chưa? Là đọc lôi chứ không có gì hết, đọc cho vui thôi chứ cũng không cần đọc kỹ luôn, khó quá. Rồi cho cái câu này vô cái gọi là cái cột này, xếp thứ tự để cho nó thành một cái giai đoạn học đúng. Đầu tiên, I did my final exam at school. Tôi là thi tốt nghiệp cấp 3. Did my final exam là tốt nghiệp cấp 3 đó. Tại vì của anh nó đâu có cấp 3 đâu. Nếu ai học bài trước rồi thấy là nó đâu có cấp 3 đâu, nó học cái gì á. Rồi sau đó là gì? I passed with good grades. Tôi mà đậu với điểm cao thì tôi mới làm gì nữa? I got a place at university. Tôi có một chân trong chỗ trường đại học. Sau khi có một chân trong trường đại học thì tôi làm gì? I became an undergraduate. Tôi thành một cái đứa chưa tốt nghiệp. Mà chưa tốt nghiệp thì I did a degree course, xong rồi tôi phải học một cái khóa. Xong rồi I got a degree in business study, xong rồi tôi mới có được cái bằng, cái khóa đó ở trong business study. Mọi người thấy chữ degree nó dùng nè, ở trên đây là một cái khóa học, còn như là degree là cái bằng đó, nó chữ degree nó muốn nhảy đâu nó nhảy nè. I did a postgraduate course, mình học cái khóa là sau đại học, xong rồi mình có được bằng master, hay quá vậy ta. Rồi nghỉ học đúng không? Rồi tới đây hết rồi đó, nó không học nữa rồi bạn ơi. Tiếp theo, are the sentences about English University true or false? Những câu này về trường đại học là đúng hay sai? Thì the teacher on call professor, những cái giáo viên đều được gọi là professor là không đúng. Chỉ có most teacher are called lecturer, đây sai. Hầu hết teacher thì được gọi là lecturer thôi, chứ không có được gọi là professor. Nó kêu mình là sửa lại luôn. Thì có nhiều cách để sửa lại, bạn muốn sửa cách nào cũng được. Bạn có thể sửa cách là những giáo viên kỳ cựu mới được gọi là professor. Kỳ cựu là gì? Có senior hồi nãy đó. Rồi, còn không thì bạn sửa cách giống nó đây cũng được. Tiếp, anyone can go to university if they want to. Tất cả mọi người có thể học đại học nếu họ muốn. Tầm bậy rồi nha, điểm cao mới được nè. Ở trên đây nó sửa sẵn rồi nè. Cái gì? I passed with good grades. Đó, cái đó mới được đi học nha. Và phải là gì? Tôi làm bài kiểm tra cuối khóa, cuối kỳ của cấp 3, xong rồi tôi điểm cao tôi mới được vô đại học. Chứ không phải ai muốn học đại học là học đâu. Tào lao. Some students go to university just to get a qualification. Một số học sinh đi học chỉ vì để lấy cái bằng. Quen không? Giống Việt Nam không? Đi học lấy cho cái bằng thôi. Đó, bằng cấp là quan trọng. Chỉ như đó thôi, chưa có đứa nào thích đi học đâu. Thì đó, đúng. Đúng quá trời, 10 điểm. Chứ có nào đi học vì yêu thích không? Most university degree courses in the UK last 2 years. Hầu hết các khóa đại học ở Anh thì là học 2 năm, sai nha. 3 năm, sửa số 2 là số 3 giùm mình nha. Students go to lectures at university. Học sinh học những cái bài giảng hay là gọi là cái vô đi vô giảng đường ở đại học, đúng không? Đúng.
If you're successful, unsuccessful chứ, nếu bạn không thành công thì you get a degree, nghe vô duyên không, vô lý không? Nếu bạn thi rớt thì bạn không có bằng chứ, này sai nha, bạn bỏ chữ un cho mình. Nếu mà bạn successful thì bạn mới có degree được, thi rớt mà đòi có bằng ở đâu ra được chứ. Students studying for their first degree are called graduate. Cái học sinh mà học cái khóa học đầu tiên, first degree là học mới học đại học thôi, thì đâu có được gọi là graduate, phải gọi là gì? Gọi là undergraduate chứ, đúng không? Đã tốt nghiệp đâu. Rồi, students have to write a lot of essay. Học sinh về ngành khoa học á, viết nhiều bài luận. Không phải nha, viết cho mình thành chữ art nè. Art student, những học sinh mà học về xã hội, môn học bài mới viết nhiều. PhD là một cái postgraduate degree. Ờ, đúng nè, là bằng tiến sĩ cũng là một cái bằng sau đại học. Thật là sau thạc sĩ luôn á, nhưng mà nó sau đại học thì cũng đúng. If you study art subjects, you work in a laboratory. Tầm bậy bạ nữa. Đây đem chỗ art chỗ đây, chỗ science xuống giùm mình nha. Đây sửa chữ science lại. Rồi. Ok. Bài này được ha. Nghi quá, nghi bài này chắc mọi người toàn coi mình làm xong mọi người sửa vô luôn quá. Chứ bài này làm cực khổ quá phải không? Tiếp nào, complete the text, hoàn thành cái text. Stephen got a very good grade in his final school exam. Rồi này nó thi cấp 3 điểm cao nè. And he went to university and got a degree in economics. Xong nó đi học đại học và nó có được cái bằng, bằng kinh tế. And then he went on to do an FMSC, cái là học cao học đúng không? Rồi, the course lasted a year. Cái khóa này có còn 1 năm. Ủa, vậy hả? Ồ, khóa vậy? Học cao học có 1 năm hả? And at the end of it, và cuối năm thì sao? He had an offer to go into business. Và nó được mời đi vô business làm with a friend, với một người bạn. After 2 years though, khoảng 2 năm sau thì he decided to go back to university to do research for a PhD. 2 năm sau khi học đó thì bạn quyết định trở lại trường học để làm luận văn tiến sĩ. He knows it will be 3 years work without much money. Bạn biết là nó sẽ tốn hết 3 năm và không có nhiều tiền. But he loves studying. Nhưng mà anh rất là thích đi học. Ừ. And never went to university just for a qualification. Và không chỉ đi học vì một cái tấm bằng. That would get him a good job earning a lot of money. Và cái này nó sẽ giúp cho ảnh có công việc tốt và kiếm được nhiều tiền. Nếu mà ai được ở vị trí này rồi thì perfect. Không có vấn đề gì để chê cười hết mọi người nha. Giỏi lắm mới học lên được. Chỉ có mình dở mình mới không học nữa thôi. Quyết định là giờ có bằng cấp mình cũng không thèm học luôn đó. À, nhưng mà mình học những thứ khác. Thứ khác nó không có bằng. Over to you. Rồi, tới bản thân mình nè. Trả lời câu hỏi này có giống ở chỗ mình không nha. Do you need to pass exams before you can go to university in your country? Bạn cần phải thi đậu một cái kỳ thi gì để đi vô trường đại học không? Có bạn nha. Yes, of course. Phải không? Có ai mà không thi gì hết vô được đại học không? Dễ gì. How long do most degree courses last? Hầu hết các khóa học là mất bao lâu? 4 years nha bạn ơi. Tụi mình Việt Nam, tụi mình học nhiều năm. 4 years long. Right. In England, the first degree is called BSc. Cái ở Anh thì cái bằng đầu tiên gọi là BA, Bachelor degree á. Rồi còn là cái BS là gì không biết nữa. À, Bachelor degree of Art hả? Ê. À có cái vụ này hình như là mình nhớ lộn nó ở đâu rồi. Rồi bằng BA là cái Art, còn sao là cái khoa học. Rồi đây what are they called in your country? Tiếng Việt gọi là bằng đại học. Không, tiếng Việt không có bằng nào bằng đại học á. Tiếng Việt có hai cái bằng, là một là bằng cử nhân, hai là bằng kỹ sư, đúng không? Ồ, đúng rồi. À đúng rồi, hồi đó có người hỏi mình nữa, hình như mẹ mình chứ. Ủa sao cái bằng đại học đâu? Nó nè cái bằng nè. Đâu cái bằng này là cử nhân. Bằng này cử nhân mà đại học rồi đại học. Ba mẹ mình tưởng mình chưa lấy bằng đại học. Không lấy rồi nha, chắc chắn là lấy rồi. Trời ơi sao mà chưa lấy được. Có không làm lễ thôi. Do you have a similar postgraduate degree in your country? Bạn có cái học postgraduate degree, bạn có học sau đại học giống như quốc gia không? Yes, but the master takes 2 years. Có, nhưng mà cái master mình nhớ là học cao đẳng, cao học là phải 2 năm chứ đâu có 1 năm được hả ta? Do you get a certificate when you finish your degree? Bạn có học, bạn có được cái giấy khi mà bạn học xong không? Yes, có chứ, cái tờ đó là quan trọng á. Rồi xong rồi đó nha, học hết rồi đó, bữa sau là học về, đi học xong bữa sau đi làm nè, đó, học cho giữ vô ra làm nè. Đấy, ok. Làm, không có ngày nào là không cần thiết hết. Trời ơi.
Chẳng qua là tại vì mình không có khả năng để làm thôi, chứ nếu mình có khả năng mình khỏe đủ là mình làm. Hồi nhỏ ước mơ làm công an nữa đó. Thôi nói chung là tới đây thôi nha mọi người. Bye bye mọi người.